Hello, xin chào tất cả các con. Chúng mình sẽ cùng đến với bài học tiếp theo. Hôm nay mình sẽ học bài số 19, Lesson 19, Animals. Là chúng ta sẽ học về các loài động vật. Ở đây có rất nhiều loài động vật đúng không nào? Animals. Ok, đây là những con động vật thì mình sẽ có S nhé. Nào, chúng mình bắt đầu bài học nha. Hôm nay mình sẽ học về, vẫn là chủ đề The Park, là công viên đúng không nào? Unit 5, bài số 5, Lesson 4, bài học số 4. Và chúng ta sẽ học về các con vật, động vật là animals. Ok. Nào, chúng mình bắt đầu học nha. Ok, nào bây giờ mình sẽ vào phần thứ nhất. A, listen, nghe. Point, chỉ vào bức tranh này. And say, và nói. Chúng mình sẽ nghe, chỉ vào bức tranh và nói theo cô nhé. Nào, bức tranh đầu tiên, number one. Đây là con rùa đúng không nào? Con rùa mình sẽ nói là tiếng Anh là turtle. Turtle. Ok, very good. Number two, số 2. Con ếch hoặc con ngòe đúng không? Thế thì mình sẽ nói tiếng Anh là frog. 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 Ở đây có frog. Ok, very good. 3, số 3 này. 3, spider. 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 Spider là con nhện, nhớ nhá. 4, số 4 này. Con gì đây nhỉ? Con kiến đúng không? Ở đây người ta phóng to nên kiến trông rất là to đúng không nào? Con kiến tiếng Anh mình sẽ nói là ant. 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 Ok, very good. Ok, chúng mình đọc lại một lượt nhé. Con rùa, turtle. Con ếch, frog. Con nhện, spider. Spider. Very good. Con kiến, ant. Ant. Ok. Nào bây giờ mình sẽ học tiếp. Cách hỏi là bạn có thể nhìn thấy cái gì không? Ở đây, B. Mình sẽ chuyển sang phần B. Listen, ask. And answer, then practice. Chúng ta sẽ nghe, listen, ask là hỏi, and answer và trả lời, sau đó thực hành nhé. Ok, bây giờ sẽ nghe cô nói đầu tiên. Đây là cấu trúc hôm nay mình sẽ học nhé. Can you see a turtle? Can you see a turtle? Bạn có thể, can là có thể đúng không nào? Mình đã học từ can này rồi đúng không? Ok, can là có thể nè. You là bạn nè. See là thấy, nhìn thấy. Thì ở đây mình sẽ nói là can you see a turtle? A turtle. Bạn có nhìn thấy, bạn có thể nhìn thấy một con rùa không? Hoặc là mình sẽ nói là hỏi là nếu bạn có thể nhìn thấy một con kiến không thì mình sẽ nói là can you see an ant? Can you see an ant? Can you see an ant? Riêng từ con kiến thì mình sẽ dùng từ an nhé. An ant. An ant. An ant. Còn tất cả các con khác thì mình ở đây mình sẽ dùng là a turtle, một con gì đó đúng không nào? Bạn có thể nhìn thấy một con rùa không? Can you see a turtle? Yes, I can. Có, tôi có thể nhìn thấy. Ví dụ mình chỉ vào bức tranh đây, cô chỉ vào bức tranh này, cô nói là can you see a turtle? Các con sẽ trả lời là yes, I can. Yes, I can. Có, con nhìn thấy đúng nào? Tôi có thể nhìn thấy. Và nếu như mình không nhìn thấy, ví dụ vào bức tranh này. Câu hỏi là can you see an ant? Can you see an ant? Các con có nhìn thấy một con kiến ở đây không? À không đúng không? Không, mình sẽ trả lời là no, I can't. No, I can't. Ở đây mình nhớ có t ở cuối để phân biệt với từ có thể nhé. Có thể là không có t và không thể thì mình sẽ phải có t. Ok. Yes, I can. No, I can't. Ok. Và đây mình nhớ là can't có nghĩa là bằng với cannot có nghĩa là không thể nhé. Ok, nào bây giờ sẽ dựa vào cái cấu trúc ở trên này nhé. Can you see? Sau đó mình thêm a và thêm tên cái con vật đấy vào nhé. Nào bây giờ mình sẽ nhìn bức tranh đầu tiên. Nào chúng ta sẽ hỏi như thế nào nhỉ? Các con hãy quay sang bạn ngồi bên cạnh mình hoặc là quay sang hỏi mẹ nhé.
Nào, ở đây bức tranh đầu tiên mình sẽ hỏi là bạn có thể nhìn thấy, can you see? Ở đây là con rùa đúng không? Đây, câu này người ta đã làm sẵn, ở đây người ta đã viết sẵn cho chúng ta rồi đúng không nào? Can you see a turtle? Can you see a turtle? Chúng ta chỉ bức tranh này và hỏi bạn bên cạnh nhé. Can you see a turtle? Can you see a turtle? Đây, câu nói sẽ như này đúng không nào? Có đúng không nào? Thế là yes, I can. Yes, I can. Đúng rồi, có. Tôi có thể nhìn thấy. Number 2. Number 2, câu hỏi sẽ là can you see a turtle? Can you see a turtle? No, I can't. No, I can't. Ở đây mình nhìn hai bức tranh này giống nhau đúng không? Thì mình sẽ hỏi cùng một con vật đấy nhá. Nào, number 3. 3. Can you see? Đây là con gì nhỉ? Con ếch. Con ếch mình sẽ nói là frog đúng không? Thế thì câu hỏi sẽ là gì nhỉ? Ok, very good. Đúng rồi. Can you see a frog? Can you see a frog? Bạn có thể nhìn thấy một con ếch không? Yes, I can. Có, tôi có thể nhìn thấy đúng không nào? Đây con ếch đây đúng không? Number 4, số 4 này. 4. Can you see a frog? Can you see a frog? Bạn có thể nhìn thấy một con ếch không? No, I can't. Không có, đúng không nào? Mình sẽ trả lời là không, tôi không thể. No, I can't. Không, tôi không thể nhìn thấy, đúng không nào? Ok, nào tiếp theo nhá. Bức tranh tiếp theo, number 5. Number 5. Nào, chúng ta hỏi bạn bên cạnh và để cho bạn trả lời nào. Câu hỏi sẽ là, đây là con nhện, đúng không? Thế thì mình sẽ hỏi là, bạn có thể nhìn thấy một con nhện không? Mình sẽ trả lời là gì nhỉ? À, hỏi bạn là can you see a spider? Can you see a spider? Bạn có thể nhìn thấy một con nhện không? Yes, I can. Yes, I can. Có, tôi có thể nhìn thấy đúng không nào? Ok, very good. Next one, number 6. Số 6 này. Ở đây là cái mạng nhện đúng không? Mình sẽ hỏi là bạn có thể nhìn thấy một con nhện không? Tương tự như câu số 5 đúng không? Sẽ là can you see a spider? Can you see a spider? Bạn có thể nhìn thấy một con nhện không? No, I can't. No, I can't. Không, tôi không thể nhìn thấy đúng nào. Number 7. Số 7 nào, đây là con kiến này. Con kiến thì mình sẽ nói là can you see an ant? An ant. Ant là con kiến đúng không nào? Can you see an ant? Bạn có thể nhìn thấy một con kiến không? Yes, I can. Yes, I can. Có, tôi có thể nhìn thấy đúng nào? Đây con kiến đây đúng không? Number 8, number 8. Số 8. Now, can you see an ant? Can you see an ant? No, I can't. No, I can't. Không, tôi không thể nhìn thấy đúng nào? Mình nhớ nhá. Ví dụ câu hỏi là can you see? Bạn có thể nhìn thấy cái gì không? Nếu mình có thể nhìn thấy thì mình sẽ nói là yes, I can. Còn nếu như mình không nhìn thấy thì mình sẽ nói là no, I can't. No, I can't. Ok, nhớ nhá. Ok, đúng rồi. Ok, nào đến phần tiếp theo, C. Chúng ta sẽ nhìn vào bức tranh này nhá. What can you see? What can you see? Các con có thể nhìn thấy gì nhỉ? Bạn có thể nhìn thấy gì? Circle and count. Nào, bạn có thể nhìn thấy cái gì? What can you see? Con có thể nhìn thấy gì trong bức tranh này? Sau đó con sẽ khoanh tròn và đếm nhá. Ở đây thì ok, mình sẽ đếm. Ở đây câu hỏi là how many? Chúng ta sẽ trả lời cho câu hỏi how many dựa vào các bức tranh này mình nhìn ở đây đúng không? Mình sẽ đếm các cái đồ vật ở trong bức tranh này, nhìn vào trong đây này. Mình đếm xem là từng cái đồ vật này ở đây là có bao nhiêu, số lượng bao nhiêu đúng không? How many? Ở đây người ta làm mẫu cho câu đầu tiên là có hình con rùa đầu tiên đúng không? Con rùa ở đây mình đếm nhé. Ở đây là how many? Four turtles. How many turtles? Có bao nhiêu con rùa đúng không? How many turtles? À, đây là câu hỏi bao nhiêu mình đã học rồi đúng không nào? How many đằng sau nó sẽ là một từ chỉ vật và từ đấy phải thêm s vào số nhiều đúng không? How many turtles? Có bao nhiêu con rùa? À, đây trả lời là four turtles. Chúng ta đếm nhá. One, two, three, four. Đúng không nào? One, two, three, four. Bốn con rùa đúng không? Thế thì mình sẽ trả lời là four turtles. Ok, nào. How many frogs?
How many frogs? Có bao nhiêu con ếch ở đây nhỉ? Nào đếm cùng cô nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 frogs. 7 frogs. Đúng rồi, 7 frogs. Ok, now, how many spiders? How many spiders? Có bao nhiêu con nhện nhỉ? Spiders. How many spiders? À, đếm nha. Count, count, count. Chúng ta đếm nha. Let's count. Chúng ta hãy đếm nào. 1, 2, 3, 4. Đây, còn một con ở đây đúng không nào? 4 spiders. 4 spiders. Very good. Đúng rồi. Nào mình đếm tiếp nào. Đây là cái gì nhỉ? Đây là quả đồi đúng không? Hill. Hill. Thế thì câu hỏi sẽ là how many hills? How many hills? Có bao nhiêu quả đồi ở đây nhỉ? À đây đúng không? Có một quả đồi ở đây thì mình sẽ trả lời là one hill. One hill. Đúng rồi. Tiếp theo đây là what is this? What is this? What is this? This is a tree. Thế thì mình sẽ hỏi là how many trees? How many trees? Có bao nhiêu cái cây nhỉ? Mình đếm nha. Nào các con đếm nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có 8 đúng không? Thế thì sẽ nói là 8 trees. 8 trees. Có 8 cái cây này. Ok. Nào đây là what is this? Oh, this is a rock. Rock. This is a rock. Đây là một tảng đá này. Một hòn đá này. Thế thì how many rocks? How many rocks? Nào đếm nhá. Count. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có 6 hòn đá ở đây đúng không nào? 6 rocks. 6 rocks. Ok, very good. Nào tiếp theo đây là gì nhỉ? What is this? This is a lake. Đây là một cái hồ. Thế thì mình sẽ hỏi câu hỏi là có bao nhiêu cái hồ, sẽ là how many lakes? How many lakes? Có bao nhiêu cái hồ nhỉ? Mình đếm nào. Ở đây chỉ có một cái hồ thôi đúng không? Các con vật đang ở trong một cái hồ. Thế thì mình sẽ nói là one lake. One lake. Ok, very good. Tiếp theo đây là what is this? What is this? This is a bird. This is a bird. Đây là một con chim đúng không? Một con chim. Thế thì mình sẽ hỏi có bao nhiêu con chim ở đây? Mình sẽ hỏi là how many birds? How many birds? How many birds? 1, 2. Có 2 đúng không? Sẽ là 2 birds. 2 birds. Ok, now how many river? Đây là con sông đúng không nào? River. River. How many rivers? Ở đây mình nhìn thấy có bao nhiêu con sông nhỉ? Ở đây đúng không? Đây chỉ có một con sông đây đúng không nào? Kéo dài này. Thế thì mình sẽ trả lời là one river. One river. Very good. Cuối cùng đây là cái gì nhỉ? What is this? This is an ant. This is an ant. Đây là một con kiến. Nào mình sẽ hỏi có bao nhiêu con kiến, sẽ hỏi là how many ants? How many ants? Có bao nhiêu con kiến đúng không? Ok, nào mình đếm nào. Có bao nhiêu con nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ants. 9 ants. Có 9 con đúng không nào? 9 ants. Ok. Nào bây giờ cô sẽ hỏi nhá. Chúng ta trả lời cô nha. What can you see? What can you see? Mình sẽ trả lời câu hỏi này như nào nhỉ? Bạn có thể nhìn thấy cái gì? Con có thể nhìn thấy cái gì? Trả lời cô nhá. What can you see? Các con có thể nhìn thấy gì nhỉ? I can see 4 turtles. I can see 4 turtles. Tôi có thể nhìn thấy 4 con rùa này. Nào, what can you see? I can see 7 frogs. I can see 7 frogs. Đúng nào?
Ok, tôi có thể nhìn thấy 7 con cóc. Sorry, đây là 7 con ếch nhá. Chúng ta có thể nhìn thấy 7 con ếch. Now, what can you see? I can see 4 spiders. I can see 4 spiders. Spiders. I can see 4 spiders. Tôi có thể nhìn thấy 4 con nhện. Now, what can you see? I can see a hill. I can see a hill. I can see 8 trees. 8 trees. I can see 6 rocks. I can see 6 rocks. Rocks. I can see 1 lake. 1 lake. I can see, tôi có thể nhìn thấy 2 birds. 2 birds. Birds. I can see 1 river. 1 river. I can see 9 ants. I can see 9 ants. Ants. 9 ants. Okay, very good. Okay. Hôm nay mình sẽ nhớ, mình đã học các từ này nhá. Chúng ta đã học tên một số con vật, mình đã biết được một số con vật nói bằng tiếng Anh này. Mình sẽ nhớ lại những cái này nhá và nhớ học ôn lại các con nhá. Nào bây giờ đọc theo cô một lượt nhá. Turtle, 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 con rùa. Frog, 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 con ếch. Spider, 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 con nhện. Ant, 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 con kiến. Và cấu trúc mình sẽ nhớ ở đây là bạn có thể nhìn thấy cái gì thì mình sẽ nhớ hỏi là can you see, là bạn có thể nhìn thấy này, thêm cái tên con vật và thêm a hoặc an, và an ant và các con vật khác thì là a nhá. Can you see a turtle? Bạn có thể nhìn thấy một con rùa không? Yes, I can. Có, tôi có thể nhìn thấy, đúng không nào? Can you see an ant? No, I can't. Can you see an ant? Bạn có thể nhìn thấy một con kiến không? No, I can't. Không, tôi không thể nhìn thấy. Thế thì mình nhớ là nếu mà có thể nhìn thấy thì mình sẽ trả lời là yes, I can. Và nếu không thể nhìn thấy thì mình sẽ trả lời là no, I can't. No, I can't. Can't. Ok, nhớ nhá. Chúng ta sẽ học những cái con vật này nha. Ok, chúc các con học tốt nha. Hôm nay là kết thúc bài học. Và để xem thêm nhiều bài học tiếng Anh hơn nữa thì chúng ta hãy vào Facebook là Tiếng Anh Miss Thanh Hương. Mình hãy ấn vào like và share bài học này trên để cho nhiều bạn nữa học được hơn nhé. Like là thích và chia sẻ đấy. Hoặc là nếu như các con vào trong YouTube thì các con hãy ấn subscribe để đăng ký kênh và theo dõi được thêm nhiều video hơn nữa nhé. Chúng ta có thể vào trang web là tiengthanhhuong.blogspot.com. Ok, và chúc các con học tốt nha. Goodbye. Tạm biệt các con.